chào mừng các bạn đến với kênh tofu review lưu ý trước khi xem đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện chúc mọi người xem video vui vẻ nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha vân phong nghe lời này lại không có chút nào cao hứng thở dài như thế lớn công lao tiểu đệ lại cảm thấy phòng tay diệp minh sững sờ phong đệ cớ gì nói ra lời ấy vân phong nói tiên nho phật tam hoàng đại thế giới các loại cái nào không phải thế lực lớn siêu cấp mà người ta đều xuất thân từ không có danh tiếng gì văn minh ta đến từ cổ kha đại lục ngươi đến từ thiên nguyên đại lục giống như chúng ta bực này tiểu nhân vật có tư cách gì lập xuống bực này công lao diệp minh nhíu mày lập công còn phải xem thân phận sao phong đệ ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì vân phong cười lạnh đại ca một phần vạn chúng ta thành công ngươi nhất định không nên ôm lấy công lao không thả nếu như người khác mong muốn, đưa bọn hắn là được. Diệp Minh cả giận nói, cho người khác. Dựa vào cái gì? Vân Phong nhìn xem Diệp Minh, nếu như ta nói cho đại ca, tam hoàng đại thế giới thiên hoàng thái tử, tiên đạo văn minh thái thanh môn con út, phật đạo văn minh đại lôi âm tự quan môn đệ tử, dùng cùng cái khác bảy vị các thế lực lớn thanh niên thiên tài đều đã chạy tới lời, đại ca có cảm tưởng gì? Diệp Minh híp mắt lại, phong đệ, những việc này, ngươi là làm sao mà biết được? vân phong hắc hắc cười một tiếng tu vi của ta mặc dù không cao trước kia lại được công nhận truyền kỳ học phủ đệ nhất thiên tài cho nên có thật nhiều người nguyện ý kết giao ta thậm chí muốn làm tùy tòng của ta bí mật huynh đệ ta có một nhóm nhân mã thay ta làm việc những tin tức này liền là bọn hắn nghe được diệp minh như thế nói đến coi như chúng ta thành công cũng rất có thể sẽ bị người hái trái cây không phải rất có thể là nhất định vân phong nói sư tôn cũng sẽ không che chở chúng ta nói thẳng thắn hơn chúng ta bây giờ đã là sư tôn đệ tử lại là kế hoạch của nàng nhưng rõ ràng người sau phân lượng càng nặng một chút nếu như ta dự đoán không kém sư tôn đến lúc đó nhất định sẽ khuyên chúng ta buông tay mà những cái kia hái đi quả đào thành vì nhân tộc đại anh hùng đại công thần vài vị cũng sẽ thích hợp cho hai người chúng ta phong phú đền bù tổn thất diệp minh nhìn xem hắn phong đệ ngươi nói như vậy chẳng lẽ là nhận mệnh Vân Phong cũng nhìn xem Diệp Minh, đại ca, không ai không muốn cầm đến như thế vinh quang. Có thể ngươi ta huynh đệ hai người lấy cái gì cùng bọn hắn đối kháng? Ai nói ngươi ta không có bối cảnh? Diệp Minh nhàn nhạt, nhạt nói, lưng của chúng ta cảnh cũng không so ngươi nói những người kia yếu. Vân Phong sao mà thông minh? Con mắt nhất thời sáng lên, đại ca chẳng lẽ che giấu thân phận? Không sai. Diệp Minh nói, Phong đệ, ngươi ta thân như tay chân, thực không dám giấu giếm vi huynh một thân phận khác là tam hoàng đại thế giới nhân hoàng thái tử chuyện lớn như vậy chỉ một thiên hoàng thái tử là không thể nào ăn một mình người ta một khi thành công cái kia huynh đệ chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ vân phong hiểu rõ diệp minh ý tứ thân làm nhân hoàng thái tử bực này công lao ngất trời nguyên bản là thuộc về tam hoàng đại thế giới thuộc về nhân hoàng mặc kệ phương nào đều khó có khả năng dễ dàng buông tha nếu như hai người đều không có gì xuất thân lời chuyện này thật đúng là không dễ làm có thể bây giờ thì khác, Diệp Minh sau lưng là Tam Hoàng Đại Thế Giới, cái kia thì sợ gì. Xấu nhất kết quả xấu nhất, Tam Hoàng Đại Thế Giới dù cho từ bỏ này thiên đại vinh quang, cũng có thể vì bọn họ tranh thủ đến ích lợi thật lớn. Có thể là đại ca, kể từ đó, chúng ta chẳng lẽ không phải liền cùng Sư Tôn quyết liệt? Vân Phong lo lắng. Sao lại thế? Diệp Minh lắc đầu, Sư Tôn sẽ chỉ càng coi trọng chúng ta. Ngươi nói nàng sẽ khuyên chúng ta từ bỏ đó là bởi vì sư tôn hiểu rõ hai người chúng ta địa vị cùng thân phận không đủ để được hưởng cái kia phần vinh quang một khi chúng ta có được tới sánh cùng xứng thân phận hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề đến lúc đó sư tôn không chỉ sẽ không khuyên chúng ta buông tay sẽ còn hết sức giúp đỡ huynh đệ chúng ta vân phong cười khổ đại ca là nhân hoàng thái tử có thể tiểu đệ chẳng phải là cái gì sư tôn chỉ sợ muốn khác nhau đổi đãi sao lại thế diệp minh cười thần bí Đợi chút nữa chúng ta đi Tam Hoàng Đại Thế Giới đi một chuyến, ta nhường phụ hoàng thu ngươi làm nghĩa tử. Vân Phong lấy làm kinh hãi, "Sau này mừng rỡ, đại ca, dạo này có thể hay không quá đường đột?" "Đường đột cái gì? Huynh đệ của ta là truyền kỳ học phủ đệ nhất thiên tài, phụ hoàng vui vẻ còn đến không kịp đây." "Phong đệ ngươi cũng quá xem nhẹ chính mình." Diệp Minh cười to. Vân Phong hết sức kích động, dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp Minh trước đó liên lạc Nhân Hoàng đem tình huống làm sơ nói rõ chờ nhân hoàng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn về sau hắn mới mệnh thời không đồng tử mang theo hai huynh đệ hắn đi tới cái kia nhân hoàng cung nhân hoàng trong đại điện một cái truyền tống trận sáng lên một cái diệp minh cùng vân phong đi ra lớn như vậy trong điện chỉ có bất tử thân thể điểm thân thượng long cùng nhân hoàng hai người tại mắt thấy thời không đồng tử thế mà mượn dùng truyền tống trận lối đi đem người đưa tới nhân hoàng không khỏi nhìn nhiều nó liếc mắt phụ hoàng Diệp Minh cúi chào. Gặp qua Nhân hoàng, Vân Phong cũng tới trước chào. Nhân hoàng biểu lộ nhìn qua có vẻ hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là ngương trọng. Hắn khoát khoát tay, không cần đa lễ, đứng lên đi, ta có chuyện muốn nói. Hai người đứng người lên, Diệp Minh hỏi, phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ không biết Tam hoàng đại thế giới cùng truyền kỳ học phủ hợp tác? Nhân hoàng lắc đầu, theo lý thuyết, đại sự như thế hẳn là Tam hoàng hiệp thương, nhưng mà Thiên hoàng cũng không đề cập. Diệp Minh nhíu mày, Thiên Hoàng muốn làm gì? Thượng Long, rất đơn giản, một hồi trước ngươi đạt được thực đời Tam Hoàng tán thành, tương lai sắp thành làm tập hợp ba quyền vào một thân trí cao chi hoàng. Thiên Hoàng cùng Địa Hoàng rõ ràng cũng không đủ sức chống lại, nhưng bọn hắn lại không cam tâm, thế là muốn mượn cơ hội nhường Thiên Hoàng Thái tử lập xuống bất thế chi công. Đến lúc đó, có được vô thượng vinh quang Thiên Hoàng Thái tử, chỉ sợ so sơ đại Tam Hoàng ý chí lựa chọn, càng có hơn sức thuyết phục. Diệp Minh nhìn về phía Nhân Hoàng, phụ hoàng làm đúng như này sao nhân hoàng chậm rãi gật đầu nếu như vi phụ không biết việc này thiên hoàng hạ đích thật là một nước cờ hay chẳng qua là hắn trăm triệu không nghĩ tới long nhi ngươi chính là người kia tiến vào tạo hóa bảo chỗ người diệp minh phụ thân ta phong đệ đang ở lo lắng sự tình sau khi thành công nên ứng đối như thế nào vi phụ sẽ đi gặp một lần sư tôn của các ngươi cùng hắn kết thành liên minh nàng sẽ minh bạch cùng ta hợp tác so cùng bất kỳ bên nào hợp tác đều có lợi, cũng an toàn hơn. Dù sao, các ngươi đúng là tìm tới tạo hóa thần khí người, này loại vinh quang, ai cũng đoạt không đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Phong, liên tục gật đầu, không sai, Long Nhi nghĩa đệ, quả nhiên là thiên tri kiêu tử, tư chất không dưới ngươi. Sau đó hỏi, Long Nhi nói, ngươi muốn nhận ta làm nghĩa phụ, ngươi làm thật nguyện ý. Vân Phong vội vàng nói, vãn bối nguyện ý. Được, Nhân Hoàng cười gật đầu Diệp Minh bề bộn đẩy hắn Người sau cuồng quyết lại bái Vân Phong cho nghĩa phụ dập đầu Nhân Hoàng hết sức cao hứng Hai tay đỡ dậy hắn Nói về sau ngươi hòa thượng Long Đô là con của ta Không phận sự bên ngoài Quân vô hí ngôn Hắn câu nói này liền biểu thị Tương lai tam hoàng đại thế giới sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng thượng Long Trợ nó trưởng thành Diệp Minh lại nghĩ tới trước đó phỏng đoán Nói phụ hoàng Đây cũng là một cái thiên kế hoạch lớn liền không biết ai biết trở thành chủ thần. Nhân hoàng, mặc kệ người nào thành vì nhân tộc chủ thần, đều muốn đảm đương nhận trách nhiệm tới. Cái kia hỗn thiên vừa che đậy nếu danh sưng lực phòng ngự thứ nhất, ta nếu là người chủ thần kia, chắc chắn lợi dụng bảo vật này, đem nhân tộc đại thế giới vòng tại cùng một chỗ, sau đó bảo vệ, để khiến cho phát triển. Diệp Minh, Phụ Hoàng, Phu Tử cùng Tam Hoàng đều là vĩnh hằng đại hiền, vì sao không trực tiếp sử dụng tạo hóa thần khí? Bọn hắn một khi nhúng tay, tình huống nhưng là khác rồi. Nhân hoàng khoát tay, vĩnh hằng đại hiền, tùy tiện bất động, bọn hắn động đậy, liền sẽ phát sinh thiên đại sự. Diệp Minh gật đầu, ta hiểu được. Nhân hoàng nhặt sợi dâu, trầm tư một lát, nói, bọn hắn đại kế hoạch này, đối Long Nhi ngươi là cơ hội. Nguyên bản ngươi tập hợp tam hoàng truyền thừa vào một thân, vi phụ còn tại lo lắng những cái kia đại năng sẽ gạt bỏ ngươi. Hiện tại tốt, bọn hắn chỉ sợ căn bản không có tinh lực chú ý tới ngươi, anh sang chuyện này liền có thể để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Huống hồ, nay kế hoạch một khi thành công, Tam Hoàng Đại Thế Giới cũng sẽ ở vào hỗn thiên vừa che đậy bảo hộ phía dưới, đến lúc đó cũng không cần sợ bọn chúng hạ sát thủ. Diệp Minh con người sáng lên, nói như vậy, Nhi Thần về sau có khả năng quang minh chính đại sử dụng nhân hoàng thái tử thân phận. Nhân hoàng gật đầu, đó là tự nhiên. Ngươi không chỉ muốn sử dụng, hơn nữa còn phải tăng cường quyền uy của mình. Ngươi không phải đã sáng chế võ đạo của mình sao? theo ngày mai bắt đầu ngươi liền bắt đầu bố trí quán chiêu thu đệ tử nhưng võ đạo văn minh tại tam hoàng đại thế giới nảy sinh diệp minh mừng rỡ phụ hoàng ta có khả năng làm như thế tự nhiên kỳ thật tam hoàng đại thế giới bao dung hết thảy văn minh thêm một cái võ đạo văn minh tính là gì này võ đạo văn minh tại tam hoàng có thể có bao lớn phát triển vậy phải xem ngươi sáng lập ra võ đạo có phải hay không đủ mạnh nhân hoàng nói sơ đại tam hoàng thành lập tam hoàng đại thế giới dự tính ban đầu kỳ thật liền là muốn cho văn minh va chạm, từ đó sinh ra cường đại nhất văn minh. Nguyên nhân chính là như thế, mặc kệ tiên, Phật, nho chờ cao cấp văn minh, vẫn là một chút trung cấp văn minh, thậm chí sơ cấp văn minh, đều tại Tam Hoàng Đại Thế Giới thành lập chính mình thế lực. Tam Hoàng Đại Thế Giới thậm chí sắp đặt chuyên môn đến đỡ này chút từ bên ngoài đến văn minh nha môn, định kỳ cho nhất định ban thưởng, miễn phí cung cấp nơi trốn. Nhân Hoàng nói, Long Nhi, ngươi có tính toán gì? Diệp Minh nói, nhi thần võ đạo cũng không cùng thần đạo tu hành xung đột cũng không cùng bất luận một loại nào nhân loại văn minh xung đột mặc kệ đối phương trước đó tu luyện là cái gì đều có thể chuyển tu võ đạo thậm chí tại chuyển tu võ đạo về sau bọn hắn cũng có thể tùy thời chuyển tu trước kia tu hành đường đi mà lại tuyệt không ảnh hưởng tu hành nhân hoàng giật mình thế mà có thể làm được kiêm dung không khiển trách diệp minh gật đầu không chỉ như thế nhi thần không phải khoe khoang chính là cái kia hàn cửu âm cùng đế hùng tự sáng tạo võ thần chi lộ cũng không có nhi thần hoàn thiện nhân hoàng gật đầu không sai đế hùng cùng hàn cửu âm tuy đã đi rất xa chỉ khi nào trở thành chủ thần bọn hắn rất có thể sẽ trì trệ không tiến một cái có thể kiêm dung hợp tích võ đạo xác thực đáng để mong chờ vi phụ coi trọng người diệp minh phụ hoàng ta cùng phong đệ liền lưu lại tu luyện chờ thời gian không sai biệt lắm lại trở về truyền về kỳ học phủ nhân hoàng ta đi cùng đường Nguyệt Tiên nói một chút. Dứt lời, người đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Truyền kỳ học phủ, đường Nguyệt Tiên vừa nhàn xuống tới, bỗng nhiên nàng trong lòng hơi động, nói, người nào. Trên không, một hạt bụi nhỏ đột nhiên phóng to, biến thành nhân hoàng bộ dáng. Mà trên thực tế, đây chỉ là nhân hoàng ý niệm hình chiếu, cũng không phải là bản tôn đến đây. Đường phủ chủ, đã lâu không gặp. Nhân hoàng đạo. Đường Nguyệt Tiên trợn trắng mắt, nhỏ con, tiểu sư đệ của ta, ngươi lúc nào thì trở nên khách khí như vậy rồi? Nhân hoàng lại có thể là Đường Nguyệt Tiên sư đệ. Diệp Minh nếu là biết việc này, chỉ sợ muốn trừng ra trong mắt, sự tình ngoài ý liệu. Nhân hoàng khom người một cái, sư tỷ, ngươi gần đây được chứ? Không tốt. Ngươi này không có lương tâm sư đệ cũng không tới xem sư tỷ, ta có thể được không? Đường Nguyệt Tiên trâu gẹo nói. Nhân hoàng, sư tỷ, kế hoạch này ngươi vì cái gì không cùng sư đệ ta nói một câu. Đường Nguyệt Tiên trầm mặc một lát, nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi biết, sau này ngươi một mực không có tin tức, mới biết được sự tình không đúng. Đang muốn thế nào thiên vấn ngươi một câu, không nghĩ tới ngươi trước tới cửa. Nhân hoàng, Diệp Minh là nhân hoàng thái tử, hắn đã đem sự tình cáo chi tại ta. Đường Nguyệt Tiên sững sờ, Diệp Minh liền là nhân hoàng thái tử. Nhân hoàng thế là nắm nhân hoàng thái tử dùng Diệp Minh thân phận tu hành võ đạo tình huống nói rõ, sau đó nói, đệ tử của người Vân Phong, ta cũng thu làm nghĩa tử. Đường Nguyệt Tiên thở dài, sư đệ A, à, chuyện này, thật đúng là để cho ta khó xử. Nhân Hoàng, không có gì khó không khó, ngươi suy nghĩ gì ta hiểu rõ. Có thể nói cho cùng, nay cái gọi là vinh quang chẳng qua là lợi nhỏ ích, lợi ích lớn hơn nữa là tạo hóa thần khí. Ta hỏi nhiều một câu, người kia có thể là đến từ thiên nguyên đại lục. Ngươi biết, đường Nguyệt Tiên cũng không ngoài ý muốn, bực này việc lớn một khi làm người biết dùng những đại nhân vật kia trí tuệ chỉ sợ cái gì cũng không dối gạt được nhân hoàng thiên nguyên đại lục muốn lịch sử không có lịch sử muốn thực lực không có thực lực muốn hậu trường không có hậu trường nó thậm chí dám đứng ra cùng các ngươi này chút cự đầu hợp tác đã nói lên bọn hắn có ác chủ bài cũng là chuyện không có cách nào khác đường nguyệt tiên nói người kia là duy nhất có 100% tự tin đột phá vĩnh hằng người văn minh khác mặc dù cũng không ít trường sinh cửu cảnh nhưng mà đều không hắn như vậy tự tin nói như vậy võ đạo văn minh muốn nhiều một vị chủ thần nhân hoàng đạo đường nguyệt tiên có thể cái chủ thần này chỉ sợ cũng phải thừa nhận trách nhiệm rất lớn nó nhất định phải tại một vạn năm tuế nguyệt bên trong toàn lực bảo vệ cẩn thận nhân tộc không có trả giá liền không có hồi báo đây là hẳn là nhân hoàng nói ta muốn biết chính là phu tử cùng duy nhất đế tôn bọn hắn thấy thế nào bọn hắn thấy thế nào không trọng yếu trọng yếu là tam hoàng thấy thế nào đường nguyệt tiên thản nhiên nói nhân hoàng lấy làm kinh hãi hắn biết đối phương trong miệng tam hoàng chỉ là sơ đại tam hoàng nhân tổ ba đại đệ tử hắn liền vội hỏi tam hoàng có tin tức tam hoàng thần niệm để thư lại muốn truyền kỳ học phủ toàn lực phối hợp lần này kế hoạch đường nguyệt tiên nói ngoài ra còn nâng lên diệp minh bằng không ngươi cho rằng ta tại sao phải đuổi tới thu kỳ vi đồ nhân hoàng tam hoàng chẳng lẽ nhìn thấy cái gì đường nguyệt tiên cái kia cũng không rõ ràng nguyên bản ta chỉ cần y theo tam hoàng ý tứ làm việc có thể sư đệ ngươi đột nhiên nhảy ra đây không phải để cho ta khó xử sao nhân hoàng ta tham dự chỉ là chuyện nhỏ tạo hóa thần khí vẫn thuộc về bọn hắn cũng không ảnh hưởng đại cục ai nói không ảnh hưởng đại cục dùng thủ đoạn của ngươi diệp minh vốn chính là tam hoàng chỉ định truyền nhân như lại thêm này phần công lao thiên hoàng địa hoàng đem như thế nào tự xử ta nghĩ tam hoàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi một nhà độc đại a. À. đường nguyệt tiên nói. nhân hoàng thản nhiên nói nếu như ta có thể đi vào thăng vĩnh hàng đầu. đường nguyệt tiên giật mình sư đệ ngươi. nhân hoàng đạo ta sớm là có thể đánh sâu vào, chẳng qua là nắm bắt không lớn. mà trước đó không lâu diệp minh truyền ta thái thượng trí tôn công đến công pháp này ta chí ít có năm thành nắm bắt. đường nguyệt tiên nở nụ cười ngươi cái tiện nghi này nhi tử ngược lại thật sự giúp ngươi không ít việc đây nguyên lai sư tỷ sớm đã biết thân phận của hắn nhân hoàng rất bình tĩnh long thiếu bạch là huyết mạch của ta hắn bị hại thời điểm ta liền cảm ứng được chẳng lẽ không cam tâm nắm tài nguyên đều dùng đến một ngoại nhân trên thân đường nguyệt tiên hỏi hắn không là người ngoài đường nguyệt tiên hắn hiện tại chính là ta nhi tử là nhân hoàng thái tử sinh không bằng nuôi đạo lý này ngươi so ta rõ ràng mà lại thân sinh lại như thế nào ngươi nhìn ta mấy cái kia nhi tử, có một cái thành khí. Đường Nguyệt Tiên, chuyện này Diệp Minh còn không biết, không có nhất định muốn nói cho hắn biết, nhưng chắc hẳn có một ngày hắn sẽ mới khẩu nói cho ta biết. Nhân Hoàng nhàn nhạt, nhạt nói, quên nói cho sư tỷ, ta đi đi tìm sư tôn, cầu lão nhân gia ông ta dùng dịch kinh thay ta tính một quẻ. Sư tôn nói Diệp Minh là ta mệnh trung quý nhân, cho hắn tương trợ, ta chứng được vĩnh hằng cơ hội rất lớn. Sư tôn cũng tham dự trong đó a. À, như thế nói đến, này Diệp Minh quả nhiên liên lụy cực lớn, hắn không chỉ là quân cờ đơn giản như vậy. Đường Nguyệt Tiên như có điều suy nghĩ, vẻ mặt luân phiên biến ảo. Nhân Hoàng, sư tôn dịch kinh đại đạo, có thể thấy ba vạn năm về sau sự tình, chắc là có chỗ thấy mới chỉ bảo tại ta. Đường Nguyệt Tiên cuối cùng gật đầu, ta có khả năng cam đoan với ngươi, Diệp Minh cùng vân phong công lao, sẽ không bị bất luận cái gì người cướp đi. Nhưng sự tình phía sau, ta đã có thể trông coi, cũng không quản được nhân hoàng không sao còn lại sự tình ta tới xử lý sư tỷ ngươi chỉ cần hướng mấy vị khác phủ chủ nói rõ tình huống là đủ đúng nửa năm sau là sư tôn một trăm vạn tuổi đại thọ ta sẽ dẫn diệp minh đi qua đường nguyệt tiên ngươi đây là muốn đưa hắn đẩy lên trên mặt bàn tốt như có cần phải ta có khả năng giúp ngươi một tay dù sao ta cái tiện nghi này sư tôn cũng không thể quá tiện nghi lại nói diệp minh cùng vân phong sẽ ngủ ở nhân hoàng cung Diệp Minh mệnh thời Khâu Chi Môn lần lượt nắm Nam Cung Vi Vi cùng Cam Cửu Muội nhận lấy. Hắn nắm chuyến này thu hoạch, giá trị hai ba mươi vạn ức chân bảo toàn bộ giao cho Cam Cửu Muội để cho nàng thay bán ra. Cam gia thế lực rất lớn, ra tay này chút tăng vật vẫn tương đối thuận tiện. Ngoài ra, hắn nhường đường Nguyệt Tiên bán ra đoạt được tiền, hơn phân nửa tiếp tục dùng cho mua sắm chiến hạm tác dụng. Mặc dù trong tay hắn có một trăm chiếc cửu tinh chiến hạm, có thể thứ này càng nhiều càng tốt đặc biệt là hắn cái này nhân hoàng thái tử cuối cùng muốn đứng ở ở bề ngoài ngày sau chắc chắn nên đón đủ loại khiêu chiến nhỏ vốn liếng không dày dưới tay không quả thực là trăm triệu không được cam cửu muội vô cùng cao hứng lĩnh mệnh mà đi mà nam cung vi vi nhìn qua có chút sầu lo diệp minh biết nàng có tâm sự hỏi vi vi ngươi đang suy nghĩ gì nam cung vi vi ta nghe ngóng tinh vân giáo hiện tại mười phần hỗn loạn tinh vân giáo chủ giận dữ đã hạ đạt cách sát lệnh tình cảnh của chúng ta mười phần nguy hiểm Ngươi yên tâm, cái kia Tinh Vân giáo chống đỡ không được mấy ngày. Lại nói chúng ta tại Tam Hoàng Đại Thế Giới, Tinh Vân giáo người lại cuồng, cũng không thể đến nơi đây dương oai. Trong khoảng thời gian này ngươi định ra tâm, cực kỳ tu luyện ta truyền thụ công pháp của ngươi. Mấy ngày trước đây, hắn liền bắt đầu nhường Nam Cung Vi Vi truyền tu võ đạo, trong tay hắn tài nguyên rất nhiều. Nam Cung Vi Vi tiến bộ thần tốc, dù sao tư chất của nàng có thể cũng không kém, chân chính thượng phẩm đạo thể. Vân Phong đi bế quan tu luyện Diệp Minh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã là pháp vũ nhị cảnh luyện thần, cảnh giới này tương đương với pháp tam cảnh tu vi. Cho nên hắn không định tiếp tục trùng kích cảnh giới cao hơn, mà là tiến một bước vững chắc, đem một chút công pháp tu hành càng thêm viên mãn. Hắn nguyên nghĩ đến trùng kích lớn vĩnh hằng bất diệt thần công tầng thứ hai, nhưng chợt lại nghĩ tới huyền thiên đại thế giới, dưới hồ hình thiên đại đế đầu. Lần trước hắn dưới cơ duyên, đạt được hình thiên đại đế một đầu uy lực khó lường, sức sống mười phần cánh tay hắn quyết định cầm tới huyền thiên đại thế giới đi nhìn một cái, xem có thể không thể đem thức tỉnh. Hắn có thời không chi môn, tiến vào đại thế giới dễ dàng. Bóng người thoáng qua, người đã không thấy tăm hơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại huyền thiên đại thế giới, đồng thời rất nhanh đã tìm được tòa kia hồ. Căn cứ chi nhớ, hắn chui vào đáy hồ, tìm được chỗ kia hang động, tốc độ cao đi sâu. Cái kia to lớn đầu quả nhiên vẫn còn, vẫn bị huyết sắc xiềng xích chấn áp, không nhúc nhích nó tựa hồ đã thật lâu không có hít thở cho nên thần hồ nước cũng sẽ không tiếp tục tràn ngập linh khí trở nên bình thường trong hồ đã thật lâu không có sinh ra có linh tính sinh vật diệp minh vừa tiến đến lúc này đem cái kia chiếc nhẫn lấy ra chỉ một thoáng chiếc nhẫn chấn động kịch liệt một vệt kim quang lao ra hóa thành một đầu to lớn cánh tay cánh tay này trực tiếp liền nắm chặt một cây xiềng xích dùng sức bóp chỉ nghe răng rắc một tiếng tầng tầng đại thiên cấm chế vỡ vụn một đầu xiềng xích liền như thế hóa thành cho bụi như là người liên tục, cánh tay dễ dàng liền đem nó nó xiềng xích vỡ nát. Đến lúc cuối cùng một cây xiềng xích tiêu tán, cái kia yên lặng như đá đầu đầu người, đột nhiên mở trong mắt. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a, à, bên trong cũng không còn người, chỉ có hai cái phẳng phất vũ trụ vụt bay cuồn cuộn vòng xoáy đang lưu chuyển, thấy Diệp Minh vô phương tự kềm chế, linh hồn đều muốn bị hút đi vào. May mắn, đầu lâu kia nháy một cái con mắt, một cái hùng hồn, phẳng phất thiên ý thanh âm tại Diệp Minh trong đầu vang lên, Tiểu Oa Nhi, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Minh cũng quý quỳ gối, gặp qua hình thiên đại đế. Nguyên lai ngươi biết bản đại đế. Hình thiên đại đế nói, ngươi tìm đến ta một cánh tay, đa tạ. Diệp Minh, đại đế như thế nào đầu một nơi thân một nẻo. Hình thiên đại đế, năm đó huynh trưởng ta ngã xuống, trong nội tâm của ta bi phẫn, thế là tiến vào thiên giới. Cùng ngày đó giới chi chủ đại chiến ba ngàn hiệp, cuối cùng không địch lại bọn hắn người đông thế mạnh, bị chém thành sáu khối đầu bị chôn giấu ở đây, tứ chi cùng thân thể bị chôn với chỗ khác. Ta là bất tử chi thân, ngay cả như vậy, như cũ không có từ bỏ hy vọng. Ta cơ hồ hao hết sức lực cả đời, cuối cùng đem này đáy hồ cấm chế phá. Có thể cái kia về sau, ta trở nên mười phần suy yếu, liền mặc lên người dây chuyền cũng kéo không ngừng. Sau này, người oa nhi này xuất hiện, nhưng ta nhìn thấy hy vọng. Diệp Minh thật cao hứng, không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp, thế mà cứu ra hình thiên đại đế, hắn nói đại đế ngươi khôi phục về sau liền có thể đi tìm thân thể những bộ phận khác hình thiên đại đế ta cái bộ dáng này không thể ra ngoài vô cùng cần một cỗ nhục thân kỳ thác ý chí diệp minh đại đế đối thân thể có yêu cầu gì hình thiên đại đế ngươi vóc người này tấm cũng không tệ diệp minh giật nảy mình mồ hôi đều xuống tới bất quá ngươi cùng bản đại đế có ân ta không thể hại ngươi như vậy đi ngươi đem thời không chi môn cho ta mượn dùng ta tự nghĩ biện pháp hình thiên đại đế nói diệp minh có chút không bỏ có này thời không chi môn hắn như là dễ dàng hơn không có nó thật đúng là không quen hình thiên đại đế ngươi yên tâm bản đại đế sẽ không bạc đãi ngươi ngươi ứng phải tu luyện huyết tộc công pháp và lớn vĩnh hằng bất diệt thần công huyết tộc văn minh chính là bản đại đế truyền thừa một trong mà lớn vĩnh hằng bất diệt thần công thì ẩn chứa bản đại đế bất tử bất diệt áo nghĩa dứt lời bàn tay kia đột nhiên đặt tại diệp minh đỉnh đầu một cỗ mênh mông lực lượng xông vào thân thể của hắn sau một khắc hắn liền cảm giác mình lớn vĩnh hằng bất diệt thần công rất nhanh đột phá đến tầng thứ hai đệ tam trọng cho đến đệ lục trọng trong cơ thể vĩnh hằng lực lượng cường đại đến một cái đáng sợ cảnh giới đến mức hắn tu luyện vô lượng thần công ngưng tụ thần hải cũng toàn bộ chuyển hóa thành vô lượng vĩnh hằng thần hải tràn đầy vĩnh hằng lực lượng tay cầm rời diệp minh đặt mông ngay tại chỗ bên trên thở gấp nói, đa tạ đại đế ân điển. Này đại vĩnh hằng bất diệt công kỳ thật có tầng 72, ngươi nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, liền phải dựa vào chính ngươi. Ngoài ra, bản đại đế cho ngươi thêm ba giọt tinh huyết." Dứt lời, đem ba giọt máu đạn hướng Diệp Minh. Được này máu, hắn huyết thần nhất thời như bị đại bổ, trực tiếp ngưng vì thực thể, thần hải bên trong máu phủ cũng cơ hồ trong nháy mắt liền kiến tạo hoàn thành, ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Càng quan trọng hơn là, hình thiên đại đế đem hoàn chỉnh bản chính thập nhị trọng huyết thần kinh toàn bộ truyền thụ cho diệp minh bởi vì lúc trước huyết thần kinh cũng không hoàn thiện sáng tạo nó người cảnh giới chưa đi đến mà hình thiên đại đế khác biệt hắn một ý niệm liền đem kẻ đến sau sáng tạo bộ công pháp này tiến hành hoàn thiện cũng đem thập nhị trọng tu luyện biện pháp cùng nhau truyền thụ đạt được lần này chỗ tốt diệp minh mười phần cảm kích cảm thấy này thời không chi môn mượn đến đáng tiểu oa nhi chúng ta còn nhiều thời gian hữu duyên tạm biệt dứt lời thời không chi môn trở cánh tay cùng đầu, tại chỗ liền biến mất.